Soi kèo bóng đá hôm nay giữa Sheffield United với Chelsea diễn ra vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 11 tháng 7 tại sân Bramall Lane, Premier League 2019-2020. Tưởng chừng như Sheffield United đã để cho Hove cầm hòa ngay trên sân nhà ở vòng đấu vừa qua, khi trận đấu đã bước sang những phút thi đấu bù giờ mà hai đội vẫn còn đang cầm hòa nhau với tỷ số tẻ nhạt. Tuy nhiên, với pha phạt góc cuối cùng thì John Egan cũng đang mang về cho mình bàn thắng thứ hai ở mùa giải này, khi có pha đánh đầu rất căng vào lưới bầy sói. Dẫu cho đã rất chật vật mới có được 3 điểm, nhưng đây là chiến thắng vô cùng quan trọng đối với thầy trò huấn luyện viên Wilder, khi nhờ vào chiến thắng này thì Sheffield United đã vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League với 51 điểm, hiện chỉ còn kém nhóm được vào thẳng vào bảng Europa League mùa sau vỏn vẹn 1 điểm. Đến với vòng đấu tiếp theo, Sheffield United sẽ quay về thi đấu trên sân nhà và đón tiếp Chelsea đến làm khách. Trải qua 5 trận đấu gần nhất trên mọi mặt trận, họ đang có cho mình 2 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 2 trận. Dẫu cho đang có phong độ thi đấu không phải là quá tốt, nhưng với lợi thế rất lớn đến từ sân nhà, thì chỉ cần đội bóng của huấn luyện viên Wilder thi đấu tập trung và không để mắc sai lầm, thì một kết quả từ hòa đến thắng sẽ không phải là việc gì quá khó đối với họ. Cần biết trong 10 trận được chơi trên sân nhà gần nhất, Sheffield United có cho mình đến 6 chiến thắng, còn lại 2 trận hòa và chỉ để thua 2 trận với cách biệt không quá 1 bàn như Arsenal và Man City. Đó là chưa kể trong lần đến Stamford Bridge ở đầu mùa giải, họ đã xuất sắc buộc The Blue phải chia điểm với tỷ số hòa 2 đều. Về phần đối thủ, với việc chỉ phải đến làm khách trước một đội bóng ưa thích như Crystal Palace ở vòng đấu vừa qua, thì đoàn quân của huấn luyện viên Frank Lampard đã không gặp quá nhiều khó khăn để mang về cho mình chiến thắng với tỷ số 3-2. Tuy đây không phải là chiến thắng hoàn hảo của Chelsea khi để thủng lưới đến 2 bàn, nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến cục diện của trận đấu quá nhiều, bởi họ luôn là cái tên nắm thế thượng phong với việc liên tiếp vươn lên dẫn trước đội bóng chủ sân Selhurst Park. Đây đã là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của The Blue khi đối đầu với Crystal Palace, và với chiến thắng này thì Chelsea đã vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League với 60 điểm, hiện vẫn đang nhỉnh hơn vị trí thứ 5 của Manchester United lúc này là 2 điểm. Bước vào chuyến hành quân lần này, thành tích mà đoàn quân của huấn luyện viên Frank Lampard đang mang theo bên mình là 4 chiến thắng và chỉ mới để thua duy nhất một trận trong 5 trận đấu gần nhất. Dẫu cho đang có phong độ nhỉnh hơn đội chủ nhà ở trận này khá nhiều, nhưng không phải vì vậy mà Chelsea được quyền thiếu tôn trọng đối thủ. Cần biết ở trận sân khách gần nhất, The Blue có cho mình một chiến thắng, một trận hòa, trong đó họ đã để thủng lưới đến 5 lần. Một điều đáng báo động cho Chelsea ở phần còn lại của mùa giải, bởi trong trường hợp các đội bằng điểm trên bảng xếp hạng thì sẽ tính tiếp đến hiệu số bàn thắng. Vì vậy đây là điều mà Chelsea phải cần cải thiện rất nhiều. Đó là chưa ở trận đối đầu lượt đi với tân binh Sheffield United thì thầy trò huấn luyện viên Frank Lampard đã bị dội gáo nước lạnh vào mặt khi để cho đối thủ cầm hòa ngay trên sân nhà, dẫu cho đã có 2 bàn thắng mở màn từ rất trước. Dự đoán kết quả Sheffield United với Chelsea. Dự đoán tỷ số 1 đều. Chọn kèo châu Á, Sheffield United nằm dưới nửa 1. Chọn kèo tài xỉu, xỉu 2 trái rưỡi. Chúc anh em gặp nhiều may mắn, thuận lợi khi bet banh. Đừng quên nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video.